Là mới mở Dung cũng chưa đi đến bao giờ. Điểm này là Home Goods là Dung nghĩ là chiếc bán đồ dùng ở trong nhà. Giờ mình đi vào bên trong thử có sale đồ gì rẻ không à. Mình mua. Chào cả nhà. Vì mình đang đi trong mưa, mình chưa biết trời mưa nó lạnh như cỡ nào. Giờ mình đi vào bên trong tiệm Home Goods. Chắc Dung nghĩ là bán đồ dùng ở trong nhà. Tại giờ mới mở này Dung chưa có đến bao giờ. Giờ Dung mời cả nhà đi vào bên trong cùng với Dung. Trời mưa quá trời mưa luôn. Tiệm ở Fino á, Dung đỡ địa chỉ ở dưới á, các bạn nào có thích thì tới đây mua. Tiệm nhìn thấy rộng rãi, Dung review những món hàng giá bao nhiêu cho cả nhà biết. Dung thấy cái hai cái ghế với cái bàn này á, đẹp á, cái màu siêu mờ cũng đẹp á. Một nhìn thoáng là thấy là 500 đồng. Outdoor set. Cái bộ bàn ghế này á, là mình đỡ ở bên ngoài. Cái màu cũng đẹp ghê ha. Nhìn thấy sang. Bên này Dung thấy cái bình lạ lạ ngộ ngộ. Cái bình này mình mua về để mình đổ đót vào, mình trồng rau á. Nó lên từng ngăn đẹp lắm á. À, cái bình này 29 đồng, 99. Mấy bình này á, người ta làm bằng men, bằng đất. Người ta hầm á, nhìn thấy nó chắc chắn. Đẹp ghê luôn á. Bộ bàn này Dung thấy người ta đang clear on sale rồi. Một cái bàn tròn có 6 cái ghế. Nhìn thấy cái màu xám cũng đẹp mày, chắc chắn quá. Mà Dung nghĩ cái bàn này là mình đỡ ngồi outside nè. Để Dung coi thử người ta sale bao nhiêu. Thường là 1.700 mà giờ người ta sale 500, giờ còn 1.200. Cái chợ này á, là Dung nghĩ là bàn ghế nó đẹp mà nó chắc chắn á, người ta sale rồi á, mà còn 1.200. Cái bàn tròn với 6 cái ghế đẹp quá ha. Bên kia là ghế mây. Mấy cái ghế mây đẹp quá ha. Để Dung coi cái ghế mây này nhìn thấy đẹp quá ha. Wow, 400 đồng đó. Cái này không có on sale. Nhìn thấy đẹp quá mà. Hơi mắc quá, 400 đồng quá các bạn ơi. Dung nghĩ mấy cái ghế mây này mấy người Mỹ người ta thích lắm nè. Người Mỹ người ta thích làm bằng tay rồi á. Đẹp quá. Ui dà, cái ghế mây này đẹp quá luôn. Bên đây là bộ bàn hình chữ nhật. Một cái bàn, 6 cái ghế bằng gỗ. Bàn gỗ, ui dà. Đẹp quá, 6 cái ghế. Nhìn đẹp quá, để Dung coi thứ bao nhiêu tiền. Made in Việt Nam. Ghế này làm từ bên Việt Nam qua mà đẹp quá luôn. Wow. Nhà rộng mà mua về mình đỡ là nhìn thấy sang đẹp quá. Nhìn gỗ thấy chắc chắn quá luôn, đúng không? Cái này không có sale, cái này 1.700. Đẹp quá. Tiệm này Dung thấy người ta bán bàn ghế đẹp. Còn mấy cái ghế này, ghế trắng đẹp quá. Loại ghế này là để mình ngồi, mình uống, giống ngồi ở bar. Uống rượu, uống trà, uống bia. Đẹp quá ha. 79 đồng hả? 80 đồng cái ghế này.
Wow, sang đẹp quá luôn. Nhung thấy trong tiệm này bàn ghế là từ ở bên Việt Nam qua bên Italy người ta nhập qua, bàn ghế đẹp quá. Bên này có bộ bàn ghế đang sale nữa nè, clear đang sale. Để Nhung coi thử, một set nó có 3 cái nè, một cái bàn tròn với 2 cái ghế là 4-500, và sale xuống trăm còn là 400. Một cái bàn với 2 cái ghế đó là 400 đồng á, cũng mắc quá ha. Nhung thấy cái xích đu này người ta làm bằng moi, nhìn thấy đẹp quá. Để Nhung coi thử có sale không nha. Ôi, cái ghế này không có sale, 500 đồng á. Đẹp quá mà cũng mắc quá ha. Bên này Dung thấy người ta bán đồ ở trong nhà tắm này đầy đủ hết luôn. Cái ly này đang on sale này. Sale được 2 đồng, 7 đồng, giờ sale xuống còn 5 đồng. Cũng thấy cái thau bằng gỗ này đẹp quá. Oh yeah, đẹp quá, bao nhiêu tiền ta? 16 đồng 99, 17 đồng cái thau làm bằng gỗ này. Đẹp quá. Cũng gần tới mùa Easter rồi, người ta trưng chén bát tổ dĩa, những hình con thỏ đẹp quá luôn nè. Bên này là những bình lọ thủy tinh á, để mình cắm hoa, đẹp quá ha. Đủ loại, đủ màu hết luôn. Cái này là 30 đồng, cái bình này 30 đồng. Bên này có 2 con hạt đẹp quá luôn. Mua về mình đỡ mình chưng ở trong tủ á, đẹp lắm này các bạn ơi. Chúng coi thứ bao nhiêu con? 15 đồng. Đẹp quá. Còn cái này thấy lạ nè, cái bát ơi, giống cái giỏ hến á. Ô da, đẹp quá mà nó ánh lên như màu giỏ hến luôn. Đẹp quá. Ồ, 80 đồng cái bát này.
Vậy theo kiểu này đang on sale này các bạn. Đẹp quá ha. Nặng ghê luôn á. Ồ, 15 đồng. 15 đồng cái bát này. Dung thấy tiệm này nó bán rất nhiều đồ ở trong gia đình. Bạn nào ở gần đây thì đến Fino Home Goods. Tiệm này Dung thấy nó hơi đắt chút xíu, nhưng mà mặt hàng nó rất ư là chất lượng các bạn ơi. Tiệm rộng quá hết các bạn. Chắc Dung dạo không hết đâu. Giờ Dung đi Dung tìm cái hàng dán bát mình coi thử. Đây, wow, cái hàng dán bát này quá trời luôn. Mà nhìn vô cái men của nó đẹp quá ha. Đủ luôn. Dung coi cái bình này nó lạ lạ ha. Cái bình này mình đựng cái gì ta. Cái bình này 19 đồng á. Chén bát đủ loại hết, đủ kiểu hết luôn các bạn. Cái men là Dung thấy cái men nó tốt lắm nè. Cái bát này đẹp quá ha. Bát bự này đẹp quá, là bao nhiêu tiền đẹp quá ta. Wow, 12 đồng cái bát này. Đẹp quá. Bên này là hàng bán khăn tắm, ra, mền, gói, đầy đủ hết luôn. Cái khăn này Dung coi thứ bao nhiêu tiền. Khăn này bự lắm á, 12-13 đồng. Khăn dày và bự luôn á, 13 đồng cái khăn. Gói đủ loại, gói đủ loại kiểu luôn, đủ màu hết luôn. Còn đắt nha, 20 đồng một cái đó. 20 đồng. Bên này Dung thấy có rất nhiều chỗ để trồng rau, trồng hoa mà người ta đang lau dọn thì Dung không có vô được. Cái bình này bự à, đẹp quá ha. Mua về để mình trưng coi kiển đồ, đẹp lắm này. 200 đồng cái bình này. Tính kêu cả nhà đã xem hết video của Dung. Nhớ ủng hộ Dung bằng cách bấm đăng ký, subscribe. Thank you. Bye bye.